Hello, xin chào quý vị khán giả yêu mến của kênh DVH Audio nhé. Thì trong thời gian vừa qua thì em đã bán cái sản phẩm vang DBS 500 Plus của hãng DB Acoustic. Thì được quý vị khán giả đó nhận rất là nhiệt tình. Thì cũng nhiều khán giả đã hỏi bên em về cái cách cài đặt con vang này. Rồi thì hôm nay em sẽ lên cái clip để được nói qua về cái cách cài đặt cái con vang này. Cách 500 Pro này. Đấy, bóc hộp ra thì trong mỗi con vang này bóc hộp ra sẵn thì sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng này. Một dây kết nối. Dây này là cái dây kết nối kiểu chân của nó là chân vuông như là máy in nha anh em nhé. Chân vuông máy in. Chân vuông này thì sẽ kết nối rất là tốt này. Vì là cái những con vang như kiểu cái con vang X6 hay là những con vang mà nó dùng cái cổng mà RS232 thì nó có một cái vỉ mạch nhá. Cái mạch nó cũng rất là kỳ. Có cái con nhận, con thì nó không nhận. Nhưng mà cái dây này thì nó chỉ có dây không, nên không có mạch, mạch nó ở bên trong của con vang rồi. Thì cắm là 100% nhận luôn. Không có trường hợp là lúc nhận lúc không đâu. Đây là đĩa phần mềm của vang này. Rồi có gì ở đây? Một dây nguồn. Rồi một điều khiển. Con điều khiển của con này trông khá là xịn sò anh em ạ. Chức năng thì cũng như những con điều khiển khác thôi, nó chỉ khác cái cấu tạo nút thôi anh em nhé. Cũng gọi các cái chế độ nhanh này. Đấy, tăng giảm của tông nhạc. Đấy, chọn đường vào. Con này có cái chọn đường vào cũng khác một số con vang khác. Giờ mình chọn trực tiếp đường vào được ở trên điều khiển. Nhiều con vang không chọn đâu. Đây rồi thì bây giờ em sẽ cắm điện và em sẽ kết nối. Rồi em sẽ sử dụng cái màn hình máy tính nhá. Em sẽ phóng to cái màn hình máy tính ra để hướng dẫn các bác chỉnh bằng máy tính. Tại vì là con vang này thực sự là không thể chỉnh bằng tay được. Trên các cái nút ở trên vang trực tiếp là chỉ có những cái nút gọi chế độ nhanh, gọi mode 1 2 3. Và đây có những cái nút bên này là những cái nút để gọi chế độ thôi, chứ không có cài đặt được ở trên bằng tay nhá anh em nhá. Đây em sẽ em vào luôn vấn đề chính. Sau khi kết nối vang vào máy tính qua cái dây sẵn theo máy các bác ở dây USB vuông, thì các bác ấn connect trên phần mềm, các bác ấn connect đó, một con vang hãng rồi anh em vào connect phát là được luôn, không có trường hợp nào mà không được, rất là hợp lý luôn, rất là bắt, rất là nhạy. Thì ở đây thì con vang này được em vào phần mềm, vào qua cái phần mềm một chút rồi. Thì đây thì em cũng chỉ nói nhanh cho các bác chơi gia đình một chút về cái phần đây. Em sẽ reset cái quả music. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho các bác một cái thẻ EQ này, một cái phần thẻ của music. Thì music các bác chú ý cho em là tăng cái BT gain, cái Bluetooth gain của nó lên đến bằng cái cổng tín hiệu của input 1 và input 2 để cái tiếng Bluetooth của nó cho nó to hơn nhé. Tại vì con vang này là một cái con vang mà cái Bluetooth nó dùng khá là tốt rồi, và các bác phải cho tăng cái music cái gain đầu vào cái Bluetooth một chút, vì là tín hiệu của cái Bluetooth sẽ không thể nào mà mạnh bằng những cái tín hiệu trên cái đầu viền KTV hay là trên những con điện thoại iPhone được. Tại vì tín hiệu trên điện thoại rất là to, thì mình tăng cái gain của cái Bluetooth lên một chút thì nó mới bằng tín hiệu hai con kia. Ở bên phải thì nó cung cấp cho chúng ta cái thẻ music key. Music key này là nó là cái tông của cái music nhá. Đấy, mình sẽ tăng giảm cái tông của nó lên, tăng hoặc là giảm để làm trầm cái nhạc đi để cho phù hợp với người hát. Nhưng mà thực ra là cái này thì mình sẽ không nên tăng, vì là mỗi một bài hát thì nó đã có cái tông sẵn của nó rồi, mình không nên lạm dụng cái tính năng này. Em vấn đề là không, cái noise gate là chống cái nhiễu ở trên cái tín hiệu đầu vào. Thì thường là em vẫn để nguyên thôi, chứ 80 decibel. Nếu mà các bác mà tăng nó lên quá thì nó sẽ làm bé cái tín hiệu đi em nhé, bé đi khá nhiều đấy. Đấy, nếu mà trừ 50 decibel thì sẽ bị giảm cái tín hiệu đi. Thì nếu mà để tăng lên để cho nó giảm cái ồ ở trên dây ấy, nó sẽ cái xì xèo ở trên loa. Đấy, đây có LPF, HPF này, cắt trên, cắt dưới và nhạc. Đấy, thì em để bài bát hết. Nếu mà các bác nào có thích là cái gu nó cắt xuống một chút này, cắt lên một chút thì hãy chọn cái tính năng này. Còn ở dưới đây nó sẽ cho mình một cái gọi là
cái EQ nhanh để chỉnh, thì nó sẽ như một cái nâng tiếng ấy anh em ạ. Đây cái bát này, cái bát này em phải tăng giảm một chút. Đây, tăng một chút đấy, thấy hiệu quả luôn rồi. Nó sẽ tăng cái giải bát lên. Đấy, tăng giải bát, cái giải bát của nó đang tăng ở cái giải tầm 150 Hz đổ xuống này. Đấy, bát này, bát lên một chút này. Đấy, mid. Đấy, mid thì nó lấy ở giải muốn giảm xuống 1000. Đây, cái cho tần số của mid đây, để xuống 1000 Hz thì lại tăng giảm một chút ở mid. Đấy, như bình thường nâng tiếng là nó sẽ hay giảm ở mid một chút này. Đấy, và hay tăng ở cái tép này một chút nữa. Đấy, thì như hình con sóng ấy, bác hay chơi âm nhạc là biết luôn, hay chơi nâng tiếng là biết luôn, chơi lọc làm như hình cái cánh diều con sóng, cánh diều. Rồi, phần mic, mic thì con vang này nó cung cấp cho chúng ta hai đường mic và hai với hai cái EQ riêng biệt nhé. Nhưng ở đây là em đã sử dụng là mic EQ link, tích vào cái tích này thì là hai mic, thì chúng ta sẽ dùng chung một cái đường link thôi, chung một cái link. Nói thêm về con vang DBS500 này thì nó là một cái con vang mà tiếng mic của nó rất là sáng anh em ạ. Nó sáng đến cái mức độ mà chúng ta đặt cảm giác nó hơi bị chói nữa. Cho nên là mình sử dụng thì mình hay sử dụng là một cái cắt của cái LPF là cắt trên của mic. Nó rơi vào khoảng độ 8000 Hz để tránh ra cái tiếng y, cái tiếng rít ấy. Đấy. Tiếng nó rất là nhỏ thôi nhưng mà nó là cái gây cho mình cảm giác hơi khó chịu một chút, thì mình hay cắt cái khoảng độ 9 Hz mình đổi đi là mình cắt đi rồi. Đấy, thì ở đây mình các cái volume mình sẽ để bằng nhau hết, mình chỉ quan tâm đến cái feedback thôi. Feedback thì mình đang để tối đa. Còn thường thì với các bác nhà không đang đi ra sân khấu thì chỉ để số 2 hoặc số 3 rồi. Nhưng mà đây là em bán cho một bác khách gia đình, không biết là nhà bác rộng hay là bác hẹp hay như nào. Em để con số 4. Số 4 này thì nó sẽ là cái trồng mưa mạnh nhất, đồng thời nó sẽ cắt giảm nhiều cái giải tần số nhất. Cho nên là em hay để cái feedback ở số 3 và số 2 thôi, hai cho nó đỡ bị cắt giảm quá nhiều. Thì nói ghét là để giảm tín độ nhiễu, giảm nhiễu ở trên mic. Tại vì nếu mà sử dụng mic thì các bác đã biết rồi đấy, nhiều cái bộ mic nó dùng cái nguồn biến áp ấy thì nó bị gì, nó kiểu điện nó mạnh yếu một chút thôi đã tạo ra cái tiếng rất là khó chịu, khó nghe ở trên cái con mic. Thì em nó để nó rất là nó phải giảm cái tiếng ấy đi, giảm cái tiếng những cái tiếng nhiễu không đáng có ở trên dây dẫn, cái dây mic, cái dây rẻ tiền ấy, nó không có chống nhiễu ấy, nó cũng rất là hay bị đó. Còn cái phần com này là lại một phần nén của mic, nhưng mà thường thì không ai chơi nén mic cả, tại vì nén mic thì những cái đoạn cao trào mình hát nó sẽ rất là bí. Rồi là em sẽ để chọn là bài bát luôn, còn bài bát luôn này. Đấy. Ở đây thì nó cũng cung cấp cho các bác về một cái con nâng tiếng, lại một con nâng tiếng nữa ở trên đường mic. Đấy, tăng giảm bát trúng tép. Thường thì mic là em để nó về không hết và phẳng giải luôn. Nên em không hay để mic nó kiểu nó tăng giảm. Nó ra là cái mic nó trung thực ấy, và là cũng tùy cái bộ mic thôi. Em sử dụng mic của DB thì là con vang của DB thì em nghĩ là để thẳng nguồn là hợp lý rồi, vì là nó thiết kế là như là các thông số của hãng nó dùng nó vào luôn form với nhau rồi. Tiếp theo là cái thẻ echo này thì em đang sử dụng một cái thẻ cái echo nó là level là 100% và cái direct là cái độ trung thực của cái tiếng nhạc, thì em để 50% anh em nhé. Cũng nhiều bác để nó chỉ khoảng 0% hoặc là 15%, cũng có những bác để 100%, nhưng mà em thì cái gu của em để 50% để cho cái tiếng mic nó sáng nó rõ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là để tiếng mic nó trung thực, nó có xử lý, nghĩa là nó đã được xử lý 50% là nó sẽ qua cái bộ xử lý vang ở trong, còn 50% là nó sẽ là tiếng mic thô của mình thì nó sẽ nghe cái tiếng nó sẽ là khá trung thực và nó cũng không bị khô quá. Đấy, thì em hay để nó là 50% thì hát nó sẽ là rõ tiếng. Để cho lép delay thì các bác thường thì nó ở con vang này nó rơi 230 delay mà nghe là sẽ là hợp lý. Còn với những con vang thì nó chỉ là 216 delay thôi, cũng tùy cái tai nghe của mỗi người, của dòng nhạc của mỗi người. Cái 200 delay ở con vang này nó không thể là giống 200 delay ở con vang khác được.
thôi là mình cũng phải lắng tai mình nghe. Vang này thì em để 230 giây, em nghe là khá là ổn. Cái Echo Ride Delay này là nó là cái hiệu ứng đảo pha nhé, trên những con vang 5x6, những con vang khác thì nó cũng đều có xi xô, đều có để cho nó tạo cái hiệu ứng mà tiếng nhạc nó đảo từ cái loa này sang cái loa khác. Nhưng mà cái đấy em không không thích cái đấy lắm. Em là em hay thích là để cái tiếng nhạc nó tạo đều ở hai loa, thì là em không thích cái hiệu ứng mà nó xịt và nó bị đá nó đảo pha đâu. Em để luôn là cái delay 0%, không có độ trễ giữa hai cái bên loa ấy. Đấy. Echo Repeat là cái độ lớn của cái phần tiếng nhạc so với tiếng nhạc trước thì em để 60-65% để cho cái tiếng nhạc nó bằng khoảng 2/3 cái tiếng trước. Ví dụ tiếng nhạc là một đầu tiên là 100 chẳng hạn, tiếng nhạc tiếp theo nó chỉ còn là 60, còn cái tiếng nhạc tiếp theo thì nó chỉ là 45 thôi, sau đó khoảng 2/3 cái trước rồi. Đấy. Cái brand delay này thì em vẫn để là 10 giây nhé, để cho cái tiếng nhạc nó không đi nhanh quá, à không, nó xuất hiện sớm quá, không xuất hiện muộn quá. Khoảng 10 giây là khá là hợp lý rồi. Em đi làm rất nhiều nơi, các bác anh em đều làm khoảng 10 giây hết. Cái echo low pass này, tức là low pass là những cái khoảng dưới của cái echo này thì em cắt khoảng 6000 Hz để cho nó không lọt cái tiếng tép nó vào echo. Thì thường echo thì nó chỉ ăn vào cái phần trung thôi, cái phần giải trung nó là nhiều. Thì nhà bác thì đây 5000 thôi, 5000, 6000 thì sẽ là không nó không bị zip mic, xảy ra cái tình trạng bị zip rất là khó chịu. Thì mình sẽ đánh cái giải echo nó sẽ giải chủ yếu phần giải trung thôi, nhưng mà còn cái phần giải cao ấy, giải tép ấy, thì chủ yếu là mình dùng cái reverb nhé. Echo high pass cắt dưới thì mình cũng để 100 Hz. Các em mà cắt khoảng 100 Hz, còn nếu mà cắt dưới quá khoảng 50-60 Hz thì sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị tiếng trầm nó vào trong mic, nó rất là ù, rất là đau đầu. Đây, cái reverb cũng thế thôi. Rồi cái reverb thì em hay để cái reverb level nó rơi vào tầm 25%. Con reverb của con này nó con vang S500 này rất là dài em nhé. Thế là em chỉ cần để khoảng 25% là được rồi. Với những con vang mình phải để đến 50%, con vang bãi, con vang xì xô hay là con vang của X5, X6 bãi, rồi là của San Sui, rồi mấy của ông B3, rất là nhiều. Thì Party House thế, nó để river là ngắn hơn, con này nó river trong này nó dài lắm, nên là mình chỉ để 25% thì nó đã dài. River decay là cái thời gian tắt của River thì mình đang để nó khoảng 2700 giây. River pre delay thì em để cho nó bằng một cái echo luôn, cho cái River và echo nó sẽ hợp được với nhau hơn. Đấy. River low pass nó chơi của River em để khoảng độ 90.000 Hz. Cắt dưới thì em cắt 150 Hz nhé. Và cái direct độ trung thực em vẫn là luôn tin tưởng con số 50%. 50% nó sẽ mình sẽ nông na hiểu là 50% là tiếng thật của mình và 50% là cái tiếng được qua xử lý, cái tiếng vang nhạy nó ảo, và 50% thật để cho nó hòa quyện, nó tạo cái độ trung thực nó vừa phải để cho mình nghe nó nhận ra tiếng của mình và vẫn được hưởng âm thanh hay. Trong phần main đấy, sang cái thẻ main này thì cũng không có gì phải chỉnh, tại vì là hãng đã cho mình sẵn cái đường main này để khá là hợp lý rồi. Thì em chỉ nói một chút ở cái phần cắt dưới thôi. Thì thường thì những con loa gia đình thì chúng ta nên cắt dưới rồi, là giải số độ 80 Hz. Còn những con loa mà đi sân khấu mà để đánh array, là để đánh chia quay chia đánh phun riêng trầm riêng thì mình hay cắt ở khoảng độ 105 Hz. Tiếp theo là mình xin nói về cái phần cổng súp, tại vì là cái cổng surround, cái phần center này thì nó cũng như cái đường main thôi, nó không có cái gì khác biệt cả, nó sử dụng chung một cái giao diện của cái đường main luôn. Đấy, cho nên là mình sử dụng, nói tiếp về cái phần súp thì mình thấy những con vang này hãng nó đã cắt súp khá là hợp lý rồi, mình chỉ thêm mắm thêm một chút thôi. Thì ở đây thì cái đường output này là để cái âm lượng ra thì mình đang để đúng không decibel nhé, không tăng không giảm gì cả, nó tùy theo cái độ nhạy của mỗi con loa.
Nếu mà độ loại nhạy của con loa của nhà mình nó thấp thì mình phải tăng cao hơn một chút, còn độ nhạy nó cao hơn thì mình lại phải giảm nó đi một chút, tùy con thiết bị của mỗi nhà cũng khác. Cái output delay này thì em thường em hay để delay của nó 30 giây, con số 30 giây này là nó cũng không phải là qua trường lớp là học đâu, nhưng mà em thấy để 30 giây nghe cái tiếng súp nó khá là tách mạch, nó khá nổi, là để nó chậm lại một chút, nó chỉ là một chút thôi nhưng mà nghe nó đã khác rồi. Thì trên cái đường mixer này, tức là cái đường trộn nhạc này, thì mình phải cho trên súp thì mình phải giảm hết cái đường mix này, mix tiếng mix này, reverb tiếng echo này mình giảm hết đi 0%, và để mỗi music thôi em ạ, để cho cái chỉ có mỗi tiếng nhạc nó có súp thôi nhé. Còn nếu mà để đường mix vào đây nói thì sẽ khá là phiền đấy, khá là ù. Phần com để nén ra chúng ta đánh thì chúng ta sẽ làm chủ thiết bị của mình, và sẽ không đến mức mà để dùng cái nén này. Cái nén này nó sẽ cứ mỗi lần mà mình đánh những cái độ đánh căng này đấy, thì nó sẽ nén, nó sẽ làm như một cái nón, thì mình bị nó cắt mất cái chóp đi, nó sẽ tiếng nó sẽ rất là kỳ anh em ạ. Cho nên là em đánh thì mình đánh là mình phải nghe đến cái độ nào mà thấy nó đạt công suất rồi thì thôi, không nên là quá là kỳ vọng vào thiết bị mà đánh nó lên cao, tính đánh mạnh để phải dùng đến com. Cái com này nó sẽ làm cái tiếng nó sẽ bị méo đi một chút nhé, nghe nó không được hay đó. Em thường là em sẽ không để com đâu. Rồi sang đây thẻ cuối cùng là cái thẻ system này, sẽ cung cấp cho ta là cái phần volume config này, con config này thì là cái vấn đề khởi động, cái nhạc khởi động và cái nhạc mắc là cái giới hạn đấy. Thì ở đây thì em để khởi động nó cũng như nhà sản xuất đã khuyến cáo thôi, và mắc thì em có để cho cái bác để tối đa, bác tự làm chủ thiết bị của mình. Còn nếu mà bác nào có nhu cầu mà để khóa khoảng 50 hoặc 40 nữa thì em khóa thôi, cũng tùy. Ở đây có một cái thẻ demo, là cái thẻ này là như kiểu phát biểu ấy, là chúng ta mở mic lên to lên, nói tiếng mic tiếng nhạc sẽ bị nhỏ đi, còn nhạc mình không nói tiếng mic nữa thì nhạc sẽ lại to lên như bình thường. Đấy. Còn cái lock key để khóa bàn phím này, còn admin mode là cái chế độ mà mình không cần khóa những cái chế độ gì, mình cứ mở nguyên ra, anh em nào thích chỉnh biết chỉnh sẽ là chỉnh, chứ cũng nhiều bác bán vàng rồi khóa hết lại không cho anh em chỉnh can thiệp vào cái phần mềm, mình cũng thấy nó không được hay. Cái BT name này là cái tên của cái Bluetooth anh em nhé, tên thì mình sẽ tắt đặt cái tên cho cái Bluetooth của chiếc con vang này có Bluetooth dùng rất là hay ho nhé, tín hiệu Bluetooth của nó rất là mạnh, rất là chi tiết, khá là đảm bảo đấy, cho các bác đi làm. Đấy. Đây lưu xong thì các bạn nó xếp đây, đó xếp là xong. Thì các bác có thể lưu lấy đến vài chế độ trên con vang này, nhưng mà lời khuyên của em là các bác nên lưu 3 chế độ thì sẽ được gọi nhanh ở trên cái màn hình trên cái con vang, nó có 3 cái nút để gọi nhanh thì sẽ là hợp lý nhất và sẽ tùy chỉnh theo ý muốn của mình. Thì em cũng đã hướng dẫn xong về con vang về con vang DB Acoustic, mã của nó là S500 Pro. Thì cũng mong là các bác có thể đã sở hữu con vang này thì cũng xem qua để biết cái một chút về cách xử lý ở trên vang, và sẽ tự nghiên cứu thêm về những cái phần bổ ích ở trên con vang. Em cũng chia sẻ cũng để mong muốn cho tất cả anh em đều được chơi những cái thiết bị âm thanh mà chơi theo ý của mình, được chỉnh theo cái ý của mình chứ không bị gò bó bởi nhà cung cấp. Thì đánh giá thêm một chút về con vang DBS500 này thì cũng không thể nói là một con vang hay xuất sắc hay là xuất chúng hay là hay tuyệt vời, tại vì nó cũng chỉ là một con vang ở phân khúc bình dân của cái hãng DBA Acoustic thôi, nhưng mà nó mang lại cái chất lượng âm thanh nghe rất là tốt. Em đánh giá đây là một con vang hay ở trong cái tầm tiền, và nó rất là đa dụng, sử dụng được cả Bluetooth rồi cổng quang. Cái cổng quang trên con vang này sẽ có thể cho các bác sử dụng âm thanh vòm nhé, những âm thanh từ TV xuống, sử dụng những cái bộ phim bom tấn ấy, nó hay có âm thanh dạng vòm dạng 5.1 ấy, thì sử dụng cái qua cái cổng quang này sẽ sử dụng được. Thì
Rồi, em clip đã dài rồi, thôi em cũng xin được chúc các bác là được sử dụng những con vang nghe hay và được tinh chỉnh các con vang theo cái ý thích, cái sở thích của mình và sử dụng hiệu quả thiết bị. Đấy, quan trọng nhất là mình sẽ sử dụng cái thiết bị nó hiệu quả. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các quý vị khán giả vào trong clip lần sau ạ. Xin chào các bạn.